Mến chào các bạn. Trong bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị NAS. Và bài hôm nay, bài tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt đầu đăng nhập vào và sử dụng. Thì để sử dụng được thì việc đầu tiên các bạn cần đó là tạo ổ cứng và phân vùng. Cách làm như sau: trước tiên chúng ta mở trình duyệt web và đăng nhập vào thiết bị NAS. Rồi tôi nhập vào địa chỉ IP. Và sau đó là cái bọc 5000 bọc. Rồi tôi sẽ đăng nhập bằng username và password. Lý do tại sao chúng ta cần phải tạo một cái phân vùng trước khi sử dụng thì để tại vì chúng ta cần phải có một cái nơi lưu trữ trước khi chúng ta tạo thư mục và đưa những cái file mà lên trên đây. Thì tôi sẽ mở lên cái phần mà tạo thư mục cho các bạn xem trong phần quản lý file. Nên nó sẽ hiện cái thông báo là chúng ta không có cái thư mục nào hết. Rồi, tôi sẽ mở nó lên và chọn tạo một cái thư mục. Và đây nó nói là hiện tại là không có cái phân vùng nào hết. Nó nói là chúng vui lòng tạo cái phân vùng mới trước. Nếu rồi chúng bấm OK nó sẽ tự động nói chuyện cho các bạn đến cái cần cửa sổ để tạo cái phân vùng. Tôi sẽ đóng nó lại và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo nó ngay từ đầu như thế nào. Thì để tạo cái phân vùng thì trước tiên chúng ta sẽ vào cái menu đây. Cái menu của thiết bị. Trong cái menu này thì nó cũng tương ứng như là start menu trong Windows vậy thôi. Đây là start menu của Windows. Thì nó cho mình các cái phần mềm mà mình đã cài đặt lên trên nó và này nọ. Thì cái thiết bị NAS này nó cũng y chang như vậy. Khi bấm vô start menu thì nó sẽ cho các bạn vô được cài đặt. Rồi các cái ứng dụng mà bạn đang cài đặt sẵn ở trên đây. Rồi. Và hôm nay cái mà mình cần quan tâm đó là cái phần mà tạo cái phân vùng cho thiết bị để có thể sử dụng được. Thì để tạo phân vùng thì chúng ta vào Storage Manager. Ở cửa sổ này thì tôi sẽ nói sơ sơ qua như là phần Overview. Nó sẽ cho các bạn thấy là hiện tại bạn đang gắn bao nhiêu ổ cứng. Đây. Nó sẽ sáng hai màu lên. 3 4, là tôi đang gắn ổ cứng ở vị trí 3 4. Và tiếp theo nó sẽ báo là đây đang có hai ổ cứng. Và cái slot còn hỗ trợ còn trống là có thể là 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta đang còn 10 và chúng ta có thể gắn được 10 ổ cứng. Cái này nó áp dụng đối với cái thiết bị của nhà cung cấp mà thôi. Do chúng ta đang cài trên PC thì cái vấn đề này cũng không cần quan tâm nhiều. Và cái phần quan trọng đó là cái phần mà volume, cái mà chúng ta đang cần tạo nó. Thì để tạo thì chúng ta đến tab volume và chọn create. Ở cái bước đầu tiên của cái phần tạo volume thì nó sẽ cho chúng ta hai lựa chọn, một là quiz, hai là custom. Cái quiz này nó nói là khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống nó sẽ tạo cái SHR volume, rồi cái này nó sẽ tối ưu hóa hiệu suất và không gian lưu trữ. Nhưng nó chú ý cho chúng ta nó là nó sẽ không có hỗ trợ cái tính năng High Availability. Mà cái tính năng này là tính năng mà tôi sẽ cần sử dụng nó trong những bài tiếp theo. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể sử dụng được cái tính năng này. Tính năng này khá là hay. Cho nên tôi sẽ không có chọn cái này mà tôi sẽ chọn Custom. Thì cái custom này nó sẽ cho chúng ta là nó sẽ cho chúng ta tạo là red và các cái red theo ý muốn của chúng ta và tạo theo các cái volume
theo ý của mình. Ok, tôi chọn nét. Ở bước này nó sẽ cho chúng ta hai lựa chọn, một là tạo một volume trên ổ cứng, hai là tạo nhiều volume trên một ổ cứng. Cái volume này nó tương ứng giống như là ổ đĩa trên Windows vậy đó, giống như là ổ đĩa C, rồi ổ đĩa D, ổ đĩa E chẳng hạn. Thì cái volume này nó cũng giống như vậy. Thì tùy vào mục đích của các bạn mà các bạn sẽ sử dụng là tạo nhiều hay ít, tùy vào mục đích của mình thôi. Còn ở đây trong trường hợp này thì tôi sẽ tạo một volume duy nhất thôi mà thôi. Và bước này nó cho chúng ta chọn là những cái đĩa nào chúng ta muốn cài đặt. Thì ở đây tôi sẽ chọn hai đĩa luôn. Tôi đang có hai ổ cứng, ổ 3 và ổ 4. Tôi sẽ chọn hai ổ luôn và tôi sẽ triển khai chạy cho nó chạy red luôn. Và đây là cái thông báo, nó nói là tất cả các dữ liệu sẽ bị xóa, bạn có chắc muốn tiếp tục không? Ok rồi. Bước tiếp theo thì nó hỏi là bạn muốn sử dụng loại red nào. Hiện tại là tôi đang chọn hai ổ cứng thì nó hiện lên cái phần mà red 1. Còn cái red 1, các cái red này á, thì nó như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên internet, hoặc là những video sau tôi sẽ có một cái bài nói về cái red như này. Thì nếu các bạn không, các bạn có thể chọn red 1, còn không thì các bạn có thể chọn GBOD. Cái tính năng này á, nó giống như là không có tạo red gì đó, giống như nó chỉ kết nối tất cả các ổ cứng ra vô thôi, ngoài ra nó không tạo red gì hết. Còn không thì các bạn có thể nó còn hỗ trợ chúng ta hai ổ cứng là các bạn có thể cài đặt là red không. Nhưng mà đây tôi sẽ chọn red 1. Nhưng nếu cứ máy tính của các bạn chỉ có một ổ cứng á, thì các bạn có thể chọn được cái thêm cái basic này. Nhưng mà do tôi đang chọn hai ổ cứng cho nên nó không hiện ra. Tôi sẽ quay trở lại cho các bạn xem. Bây giờ tôi chọn một ổ cứng, tôi bấm nét. Là nó chỉ cho chúng tôi hiện cái basic này thôi, nó không cho chọn các cái loại red này, nó ẩn đi. Bởi vì một ổ cứng thì nó chỉ hỗ trợ cho mình cái tính năng này mà thôi. Cho nên tôi chỉ chọn hai ổ cứng. Rồi, và tôi sẽ chọn red 1. Ở đây á, thì tôi sẽ chọn no cho nó nhanh. Để thường nó, nếu mà chọn Z nó sẽ kiểm tra này nọ, nó tốn khá là nhiều thời gian. Với lại tôi đang làm demo thì tôi sẽ chọn no cho nó nhanh. Còn khi bạn làm để bạn sử dụng thì khuyến khích bạn nên sử dụng chọn chính này, chọn Z. Rồi, đây chỉ là các cái thông tin mà chúng ta đang cài đặt đã chọn ban đầu. Khi thêm một cái nữa đó là khi bạn tạo red 0 red 1 như thế này thì cái cơ chế của red 1 tôi sẽ nói sơ, bởi vì cái phần mà nó chạy này nó cũng chúng ta cũng phải chờ đợi. Thì cái red đây chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta phải chờ đợi cho nó chạy xong đến 100% thì mới được. Thì tôi sẽ nói về red 1 này. Nếu red 1 này nó khi bạn chạy hai ổ cứng và một, chẳng hạn như trong trường hợp này là tôi có hai ổ cứng mỗi ổ 50 GB. Khi tôi chạy red 1 thì dữ liệu nó sẽ ghi đều lên hai ổ cứng. Chẳng hạn như bạn có dữ liệu là một file Excel là A đi. Thì các khi mà bạn ghi vô đây thì nó sẽ đồng thời file A đó nó sẽ ghi lên hai ổ cứng, đó là ổ số 3 và nó ghi lên ổ số 4 này luôn. Và trong trường hợp là khi mà một trong hai ổ cứng này nó bị hư, chẳng hạn như ổ cứng số 3 nó bị hư, thì cái dữ liệu của bạn nó vẫn còn lưu trên ổ cứng số 4, nó sẽ không bị mất.
Đó là cơ chế hoạt động của RED 1. Và sau khi các bạn thêm một ổ cứng mới vô thì các bạn có thể restore nó lại được, cái dữ liệu này cho trên ổ cứng bạn mới gắn vô. Khi tạo RAID 1 thì nếu bạn có hai ổ cứng, mỗi ổ dung lượng 50 GB thì sau khi tạo RAID 1 xong thì nó sẽ gộp chung hai ổ này làm một, dung lượng của hai ổ này là một, cho nên cái tổng dung lượng của cái ổ cứng của các bạn nó sẽ chỉ 50 GB mà thôi. Nhưng mà thực tế khi mà sau khi làm chạy RAID xong thì thực tế nó chỉ có 44,56 GB thôi. Dung lượng không bao giờ mà nó đạt được đúng 50 GB như các bạn. Rồi. Vậy là các bước cài đặt một phân vùng trên thiết bị NAS đã xong. Bây giờ các bạn có thể bắt đầu sử dụng được thiết bị. Giờ các bạn quay lại overview, các bạn sẽ thấy cái màu này nó đã chuyển sang màu, từ màu xanh lá chuyển sang xanh dương, và nó xanh dương à, nó đã ghi là đang sử dụng là 2. Rồi ở đây nó sẽ cho các bạn biết là cái volume 1 này là bạn đang sử dụng là bao nhiêu và còn trống bao nhiêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và để không bỏ lỡ các video tiếp theo, các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục xem các cái video tiếp theo của tôi.